Runway Entertainment và đài truyền hình Vietface TV xin hân hạnh giới thiệu tuần lễ thời trang Viet Fashion Week mùa thứ 3. Viet Fashion Week mùa thứ 3 được tổ chức ở Westminster Mall, thành phố Westminster, tiểu bang California, trong một ngôi lều rộng 8.000 square feet với sàn diễn runway dài 100 feet. Sự kiện thời trang này diễn ra trong 2 ngày và trình bày 200 bộ trang phục của những nhà thiết kế nổi tiếng như Cynthia Bùi, Sơn Collection, Jackie Tài và Cao Vinh Hiệp, cũng như những designers trẻ như Yvonne Nguyễn, Christy Phạm và Quỳnh Harris. 1.000 người đã đến chiêm ngưỡng những bộ sưu tập mới nhất và thưởng thức màn trình diễn của những ca sĩ như Lưu Việt Hùng, Justin Nguyễn, Vanessa Quỳ Vân và Theresa Mai. Vì vậy, xin quý vị đừng rơi màn hình của Viet Fashion Week để tận mắt nhìn thấy những xu hướng thời trang mới nhất từ bộ sưu tập của những nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt tài danh nhất trong thế giới thời trang, chỉ có trên đài truyền hình Vietface TV. Chương trình này được mang đến cho quý vị bởi Images Luxury Nail Lounge. Bạn có biết điều khó khăn nhất về việc làm chủ một tiệm nail là gì không? Đó là điều hành người thợ của bạn. Điều hành một tiệm nail thật không dễ dàng, nhưng bạn vẫn có thể làm được. Với Images Luxury Nail Lounge Franchise là chủ tiệm, bạn không muốn bị áp lực, bạn muốn người thợ thật vui vẻ. Vì mức giá của chúng tôi phản ánh đến chất lượng dịch vụ vượt trội hơn những nơi khác. Người thợ của chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nên bù lại, bạn sẽ có được người thợ vui vẻ và hạn chế hiện tượng nhân viên nhảy việc. Images Luxury Nail Lounge sẽ giúp cho bạn tuyển dụng, giám sát và đào tạo được người thợ. Vì vậy, hãy để cho chúng tôi xóa đi sự căng thẳng của bạn để bạn có thể tập trung vào việc kiếm tiền, tham gia Images Luxury Nail Lounge và nhận được niềm hạnh phúc của người chủ nhân. Để biết thêm thông tin, xin hãy ghé thăm chúng tôi tại imagesnaillounge.com hoặc gọi cho chúng tôi tại số 949-999-0888, 949-999-0888. Đối với Jackie Tài thì Viet Fashion Week có thể nói là một cái chương trình mà nó đem lại nhiều cái ý nghĩa cho tất cả các anh em đều là designer mà người Việt cả. Thì không hẳn là những cái người đã có tiếng nói lớn mạnh và làm lâu năm trong cộng đồng người Việt tại California hay là có tiếng nói trong nước Mỹ là anh Kevin Hiệp. Thì Jackie Tài và Cynthia Bùi cũng nhiều năm qua đã làm việc trong cộng đồng mà cái tiếng nói chưa hẳn là lớn bằng những anh chị khác.
Thì do đó đồng hành với tất cả các designer khác đều là người Việt hết để mà đem lên một cái chương trình Việt Fashion Week hấp dẫn cho tất cả quý vị và giới thiệu tất cả quý vị những người Việt yêu nghề, yêu nghệ thuật để đòi cùng nhau để làm được một cái chương trình mà có thể nói là đánh dấu mỗi năm của Việt Fashion Week. Chính xác hơn như nhiều năm Chắc Kỳ Tài thường nói thì nghệ thuật không có biên giới. Do đó Chắc Kỳ Tài đã từng trải qua cái giai đoạn như cái sở thích riêng biệt của mình từ nhỏ tới đi hát cho tới làm người mẫu, cho tới học nhảy chuyên nghiệp và đồng thời sau đó mới nhảy vô ngành thời trang và tiếp tục mình đồng hành với ngành thời trang đó là make up và tóc. Do đó đối với Chắc Kỳ Tài thì designing một cái bộ outfit hay bất cứ như thế nào đó nó chỉ là cái tiêu biểu thì mình thấy nguyên cái hình ảnh vẹn toàn cho một người phụ nữ mà tôn vinh được cái dốc dáng của người phụ nữ đến cái đến mức độ mà đẹp nhất của một người phụ nữ đó. Chắc Kỳ Tài muốn làm dẫn giữ một cái collection của riêng mình, đó là Chắc Kỳ Tài Couture. Tiêu chí thì Chắc Kỳ Tài Couture sẽ đem lại cho tất cả quý vị những cái hình ảnh cũ, những cái hình ảnh rất là ngộ. Khi mà các bạn nhớ lại những cái tuổi thơ của mình là những cái nẻo đường, collection cái team là những nẻo đường ra ruộng. Nếu như quý vị đã từng về Việt Nam và yêu thương những nhà quê hay là những cái con đường ra ruộng nó đẹp, những con sông nước đục, những cái ý nghĩa nó rất là đẹp, thì quý vị sẽ thấy len lỏi trong đó, thì chắc cả quý vị thấy được những cái hình ảnh đẹp đó, đó chính là quê ngoại của Chắc Kỳ Tài. Và đồng thời Chắc Kỳ Tài trong collection này sẽ dùng lúa, dùng conventional material là những cái như là nón rơm, nón lục bình, lục bình khô. Thì những cái tiêu biểu, những cái đó là những cái tiêu biểu của những cái nhà quê, những cái rất là đơn giản mà quý vị có thể làm lên một cái collection mà quý vị sẽ nói ồ, sao mình chưa thấy cái đó bao giờ. Thì hy vọng là hai collection này của Chắc Kỳ Tài sẽ đem đến một cái ảnh hưởng mới và đem đến một cái tiếng mới và những đó xin quý vị yêu cầu và yêu thương cái collection của Chắc Kỳ Tài như những đứa con tinh thần của Chắc Kỳ Tài. Jackie Tate, and man, his designs are amazing. This is the first time I've ever seen his designs, and I'm just glad to be the male model to be walking for him. I'm the only one walking for him, so I feel like I need to show up. I hope everyone's ready to see this. The designs are dope, amazing, man. Jackie Tate is a really great person. I hope you all come out and have fun. Và bây giờ bà Trang đang đứng ngay bên cạnh designer, makeup artist, hairstylist and model Jackie Tài. Xin chào quý vị và chào bà Trang. Hi, hôm nay em thấy là có mấy người model mà có makeup mà màu xanh lá cây rất là lạ. Anh có thể giải thích cái kiểu này là kiểu gì không?
Thì theo cái collection của anh thì em biết á, nó là những nẻo đường, nẻo ruộng giống như là ấu thơ ùa về. Có ý nghĩa là những cái tranh ảnh mà thường xuyên mình vẽ về đồng ruộng hay là những cái khi mình khủng hoảng đi về quê đó, thì mình thấy được những hình ảnh như lúa xanh, lúa vàng hay bất cứ như thế nào như lúc mà về mùa, vô trúng mùa. Thì do đó mà anh mới có ý tưởng là mình muốn thay đổi tí xíu đi, trong mắt nó hơn hai thấp xình tí xíu. Với nó phanh, nếu mà mắt thường xanh thôi thì nó rất là bình thường, mình muốn extend nó ra tí xíu cho nó khác. Thì do đó anh chọn vừa, từ lúc đầu định chọn là gold màu vàng. Thật sự lên gold vàng thì anh trai mình thì nó dùng tối hôm qua và đồng thời cái màu gold đó với anh nó không có nổi lắm. Nếu vậy thôi quất xanh lè luôn cho rồi. Yes, chơi luôn. Ok, và bây giờ nói về bộ sưu tập của tối nay. Là nó là cái theme là nó là màu xanh lá cây và những cái áo đậm rất là giống như là về quê vậy đó. Và hôm nay em được đi bộ trong bộ sưu tập của anh và em được cầm một cái đó là cái gì, cầm một cái basket, cái giỏ lụa mà đan bằng tre, cũng xuất khẩu từ Việt Nam. Wow, rất là lạ. Thì cái những cái vỏ tre nhỏ thấy rất là dễ thương, thì các bạn mới nghĩ định là các em mặc mấy cái đầm nhỏ như Bobby dress thì nhưng mà cái đầm nó cũng nét châu Á chứ nó không có nét châu Á hay là những cái kiểu cách từ cái áo Yến. Do đó khi mà mặc cái đó, cầm cái vỏ xách tay nhỏ nhỏ trong đó đựng đầy lúa hết, nó rất là dễ thương. Cho nên anh nghĩ cái collection này thì những cái bộ đi đầu mà xanh lá cây á là anh vừa ý.